Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Làm Vườn S Garden nhé. Bông hoa hồng cổ Hải Phòng rất là đẹp nhé. Màu đỏ đậm, tươi thắm. Đây là những cây hoa hồng cổ Hải Phòng. Hiện tại thì cây có những cây đã ra hoa rồi và có những cây thì đường nụ đây. Ở đầu này thì đang có nụ này. Và hiện tại có những cây đang bật lộc rất là đẹp như cây này. Bật lộc thì nó có rất là nhiều cành nhánh. Và bình thường nếu mà chúng ta mà trồng về cho leo giàn thì các bạn nên vít cái ngọn này nó xuống nhá, vít cái ngọn này xuống để ta cho toàn bộ những cái mầm ở nách lá đón được ánh sáng và lúc đó nó sẽ kích thích ra chồi, thì như vậy thì nó sẽ có nhiều chồi nhánh. Có nhiều chồi thì cây của nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Nếu mà chúng ta cứ để thẳng nó lên như này thì cái cây hoa hồng leo Hải Phòng này nó sẽ chỉ có một nhánh thẳng thôi, thì nó sẽ có ít hoa. Những cái cây này là ở trồng ở trong chậu nhựa nhé, được trồng ở trong chậu nhựa. Các bạn về thì trồng nó ra cái chậu lớn, hoặc có thể nên trồng ra trực tiếp ra đất, cho leo lên tường rào, hoặc là làm giàn cho nó leo. Thì cây nó có chỗ leo bám, nó sẽ phát triển rất là nhanh. Này. Những này cây này thì có chiều cao nó khoảng nếu mà tính cả ngọn thì nó phải lên tới hàng mét hoặc là trên một mét đấy, từ gốc cho tới ngọn. Đây cũng là cái chỗ hoa hồng leo Hải Phòng nhé. Hồng leo Hải Phòng là một trong số các loại hoa hồng leo cổ của Việt Nam, có màu đỏ tươi thắm rất là đẹp và cây nó khỏe, cũng như một số dòng hoa leo ngoại nó sẽ kháng bệnh kém và chịu thời tiết không được như giống hoa hồng leo Hải Phòng này, và thích nghi với điều kiện thời tiết kháng bệnh do nó là giống hồng cổ nên là rất là khỏe mạnh. So với các giống hoa hồng ngoại thì nó dễ chăm hơn nhiều. Đây, cây rất là nhiều nhánh này. Chiều cao của cây này là 2 này, 4, 6 hoặc 80 phân từ gốc cho tới ngọn nhé. Những cây như này thì vận chuyển mới dễ dàng. Còn những cây mà cao quá ấy, thì nó sẽ tương đối khó vận chuyển. Và mình thường vận chuyển theo hai hình thức. Nếu mà mua nhiều thì mình vận chuyển theo đường xe khách nhé, nếu mà quý vị các bạn tiện xe khách. Còn nếu mà ở xa, không tiện xa xe khách ấy, thì có thể gửi theo các công ty giao hàng nhanh, thì khoảng chỉ 2 ngày là tới nơi đó. Và chậm thì là 3 ngày đó. Thông thường là 2 ngày. Nếu mà ở trong nội thành cùng tỉnh ấy, tức là cùng thành phố như mình ấy, thì Hà Nội thì chỉ trong một ngày là có thể tới nơi và có thể nhận được. Nếu mà quý vị các bạn mà có nhu cầu trồng một cái cây hoa hồng leo ở Hải Phòng để cho không gian ngôi nhà, tô điểm cho không gian sân vườn hoặc là ngôi nhà bạn, thì có thể liên hệ mình qua cái số Zalo là 0985028936 để biết được thêm thông tin chi tiết nhé. Rồi, nếu quý vị và các bạn là lần đầu tiên mà xem kênh mà chưa đăng ký kênh ấy, thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh, đồng thời ủng hộ kênh nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.